Trương Hinh Nguyệt nhắc lại chuyện xưa ám chỉ Ngô Thi Ngữ từng thao túng Lâm Phong. Mới đây, Trương Hinh Nguyệt đăng tải dòng trạng thái gây tranh cãi trên trang cá nhân. Cụ thể, khi một cư dân mạng hỏi gaslighting, thao túng tâm lý là gì, Trương Hinh Nguyệt viết: có một cô gái qua lại với người đàn ông khác rồi nói chỉ là bạn, chê bạn trai mình là người nhỏ nhen. Rất lâu sau, bạn trai cô cũng tự cho rằng bản thân thật sự rất nhỏ nhen. Bạn gái uống say khướt được người đàn ông khác đưa về nhà, anh ta cũng không dám nói nặng lời, còn hết mực bảo vệ bạn gái. Sau này chia tay, anh ta còn bị người đời mắng chửi thật thê thảm, còn cô gái kia lại hạnh phúc bên người đàn ông khác. Ngay lập tức, phía dưới bài viết của Trương Hinh Nguyệt, nhiều cư dân mạng đặt ra nghi vấn phải chăng cô đang nhắc tới tình cũ của ông xã Lâm Phong, Ngô Thi Ngữ. Còn nhớ vào tháng 5 2021, khi tham gia show truyền hình, chuyến du lịch lãng mạn của vợ, Lâm Phong cũng kể việc anh từng gặp phải một người luôn thích áp đặt các suy nghĩ của mình lên đối phương. Người này yêu cầu anh làm những việc mà anh không thực sự thích để lấy lòng cô. Đối phương thậm chí sẽ nói rằng anh có rất nhiều khuyết điểm. Cô thường xuyên nói cái này chưa đủ, cái kia chưa đủ, khiến Lâm Phong cảm thấy rất tự ti và cho rằng mình không thể làm tốt được gì. Lâm Phong và Ngô Thi Ngữ từng là cặp đôi nhiều tai tiếng trong showbiz. Việc cả hai chia tay không mấy êm đẹp cho đến nay vẫn là tâm điểm chú ý của truyền thông. Không dừng lại ở đó, Trương Hinh Nguyệt tiếp tục đăng tải bình luận dưới bài viết: làm ơn nói với cô gái kia, đừng lén lút làm phiền cuộc sống của người khác chỉ muốn sống tốt cuộc sống của chính mình. Cuối cùng, Trương Hinh Nguyệt nhắc khéo thêm: tôi không nói rõ ai bởi đúng chuyện, không đúng người, mong mọi người không suy đoán. Bất chấp lời nói từ bà xã Lâm Phong, nhiều cư dân mạng đã đăng tải bình luận công kích, chỉ trích Ngô Thi Ngữ. Hiện tại, phía người đẹp họ Ngô vẫn chưa đưa ra phát ngôn chính thức. Về Lâm Phong, trước khi kết hôn với Trương Hinh Nguyệt, anh đã thu hút nhiều sự chú ý khi có cả dàn bạn gái cực phẩm. Lý Thể Hoa. Năm 2001, khi mới gia nhập showbiz không lâu, Lâm Phong đã hợp tác với nữ diễn viên Lý Thể Hoa và nhanh chóng rơi vào lưới tình với người đẹp. Khi nói về tình yêu với Lâm Phong, Lý Thể Hoa đã từng chia sẻ: anh ấy luôn che chở chăm sóc tôi, nên tôi cũng rất nhanh biết được anh ấy có cảm tình với mình. Có một cảnh quay tôi bị ngã thương, anh ấy rất lo lắng. Khi không đóng phim còn gọi điện quan tâm tôi. Anh ấy biết tôi thích ăn gì nên mua nhiều đồ ăn vặt cho tôi. Thế nhưng sau đó Lâm Phong chuyển hướng sang thị trường đại lục phát triển. Vì công việc bận rộn, họ cũng dần xa cách và cuối cùng là đường ai nấy đi. Chung Gia Hân. 5 năm sau, Lâm Phong cùng Chung Gia Hân hợp tác trong một bộ phim truyền hình và nhanh chóng theo đuổi và chiếm được trái tim người đẹp. Thế nhưng đang trên đà phát triển, nam diễn viên không muốn công khai tình yêu. Dù đã ở bên nhau 4 năm, anh mãi vẫn không chịu thừa nhận thân phận bạn gái của Chung Gia Hân. Chưa hết, lúc đó Lâm Phong đang miệt mài phát triển sự nghiệp trên cả ca nhạc và phim ảnh nên vô cùng bận rộn. Sợ fan ghen, không chấp nhận yêu cầu công khai của bạn gái, lại xa cách vì bận rộn, cặp đôi chấm dứt mối quan hệ khiến nhiều người tiếc nuối. Phan Sương Sương. Kết thúc mối tình 4 năm, Lâm Phong cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Năm 2011, tin đồn phim giả tình thật giữa Lâm Phong và Sa Thi Mạn đã rộ lên khắp nơi. Tuy nhiên sau đó, cả showbiz đã phải chấn động khi loạt ảnh giường chiếu của Lâm Phong và người mẫu Phan Sương Sương bị tiết lộ. Điều này không chỉ phá tan tin đồn tình chị em với Sa Thi Mạn mà còn khiến cho hình ảnh của nam diễn viên bị ảnh hưởng nặng nề. Thiếu gia TVB đã nhanh chóng thanh minh anh đã chia tay với Phan Sương Sương được 2 tháng, còn người đẹp họ Phan thì lại phủ nhận việc chia tay và thường xuyên kể về chuyện tình yêu của họ với giới truyền thông để thu hút sự chú ý. Ngô Thi Ngữ. Scandal với Phan Sương Sương đã đem lại cho Lâm Phong nhiều đau khổ, nhưng mối tình khắc cốt ghi tâm nhất của anh không thể không nhắc tới kiều nữ đào mỏ Ngô Thi Ngữ. Mối tình kéo dài 5 năm với mỹ nhân kém tới 14 tuổi này đã khiến cho cả Hồng Kông phải chấn động. Có thể nói, Ngô Thi Ngữ là người bạn gái duy nhất mà Lâm Phong công khai thừa nhận. Trong lúc hẹn hò, Lâm Phong luôn hết sức chiều chuộng, nghe lời bạn gái, còn gọi cô một cách thân mật là Thi Ngữ Baby và thổ lộ: tôi thật sự rất yêu, rất yêu, rất yêu, rất yêu, rất yêu, rất yêu Thi Ngữ Baby. Chưa hết, Lâm Phong còn hết sức chịu chi cho bạn gái. Chỉ mới hẹn hò nửa năm, anh đã chi hàng mấy chục triệu tệ, mấy trăm tỷ thuê biệt thự cao cấp, mua đồ hàng hiệu và cả siêu xe cho Ngô Thi Ngữ. Điều này đã khiến cho Ngô Thi Ngữ mang danh kiều nữ đào mỏ, không được lòng cha mẹ Lâm Phong và dính vô số scandal tai tiếng. Dù vậy, anh vẫn hết lòng cung phụng bạn gái kém tuổi. Dưới sự phản đối của cha mẹ và sức ép của dư luận, mối tình của họ cuối cùng đã kết thúc sau 5 năm gắn bó và khiến cho Lâm Phong bị tổn thương rất nhiều. Mặc dù vậy, fan của Lâm Phong hết sức tán thành cho quyết định của anh. Trương Hinh Nguyệt. Sau chuyện tình với Ngô Thi Ngữ, cha của Lâm Phong đã đóng vai Nguyệt Lão mai mối say duyên cho con trai mình với cô gái ngoan hiền Trương Hinh Nguyệt. Lúc bấy giờ, Trương Hinh Nguyệt chỉ là một người mẫu nội y không mấy tên tuổi, lại kém Lâm Phong những 11 tuổi. Dù vậy, nhưng với nhan sắc xinh đẹp, tính cách dịu hiền, ngoan ngoãn hiểu chuyện, cô đã được lòng của Lâm Phong cũng như cha mẹ anh. Mãi đến tháng 3 2018, khi Lâm Phong, Trương Hinh Nguyệt và cha mẹ nam diễn viên cùng đi du lịch, tình yêu của họ mới bị giới truyền thông biết được. Hiện tại, Lâm Phong đã kết thúc cuộc sống độc thân ở tuổi 40 và tay trong tay về chung một nhà với Trương Hinh Nguyệt trong sự chúc phúc của đông đảo người hâm mộ.